Messi ghi bàn ngày trở lại, PSG quay về quỹ đạo chiến thắng. Trong trận đấu đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2022, Lionel Messi lập tức tỏa sáng, góp công mang về chiến thắng 2-0 cho PSG trước Angers ở vòng 18 Ligue 1. Thất bại 1-3 trước Lens ở vòng đấu gần nhất khiến PSG bị chính đối thủ này áp sát trên đường đua vô địch Ligue 1. Nhưng sự trở lại kịp thời của Lionel Messi đã giúp vực dậy tinh thần đội chủ sân công viên các hoàng tử. Nhờ nguồn cảm hứng từ siêu sao Argentina, PSG tìm lại quỹ đạo chiến thắng để củng cố vững chắc ngôi đầu. Messi chỉ mất 5 phút để ghi dấu ấn, leo xoay sở trước 3 cầu thủ đội khách rồi mở bóng ra biên cho Mukin. Cầu thủ chạy cánh phải của PSG lập tức căng ngang giúp Ekitic cắt mặt dứt điểm một chạm mở tỷ số. Phút 24, Messi lại vẽ đường công tuyệt hảo từ chấm đá phạt, để Sergio Ramos thoải mái tung cú đánh đầu ở cự ly gần. Đáng tiếc, bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Bernardo. Messi tiếp tục chứng tỏ giá trị ở khả năng cầm trịch lối chơi và điều tiết bóng. Sự góp mặt của siêu sao sinh năm 1987 giúp những đường lên bóng tấn công của PSG trở nên thanh thoát và sáng nước hơn. Không chỉ mở ra cơ hội cho các đồng đội, Messi cũng biết cách tỏa sáng hơn nữa trong ngày trở lại. Phút 33, pha thoát xuống và dứt điểm của Leo bị thủ thành Bernardo xuất sắc cản phá. Nhưng đến phút 72, Leo không cho thủ môn đội khách cơ hội nào nữa. Nhận bóng sau đường phối hợp trung lộ như đá tập, Messi dễ dàng dứt điểm nhẹ nhàng bằng chân phải khiến Bernardo chỉ biết nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Ban đầu, trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho Leo. Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Do ở trận cùng giờ, Lens để Strasbourg cầm hòa 2-2, PSG nới rộng cách biệt trên ngôi đầu lên thành 6 điểm.